Xin chào các bạn nha. Đây là mình vừa lên xong cho anh trai ở bên quận 7. Chiếc xe SH Ý nha các bạn. Chiếc xe này chiếc xe Việt lên Ý các bạn ơi. Phía trước thì độ bóng Kenzo V9S nè các bạn. Kenzo V9S ha. Đó. Hai bóng đèn đờ mi ưu tiên, mẫu tiên nhìn anh luôn em ơi. Phía trước là gồm có Denso nữa, còi Denso nữa các bạn. Còi lớn Denso nữa. Ok, bóp còi mạnh cái. Quá hay luôn, tiếng còi này giống của ô tô các bạn. Đó là còi của ô tô nha các bạn nha. Đó. Phía sau thì bắt xin mang cái bắt xin. Đẩy máy lên, đẩy lái lên bắt xin được. Dòng này đẩy máy lên. Đó. Đó các bạn, bắt xin. Đây là bóng đèn Kenzo V9S nha các bạn nha. Kenzo V9S. Rồi ok. Đây phía sau này thì có làm thêm ổ khóa thông minh smart key. Đó, ổ khóa thông minh smart key nha các bạn. Đây là ổ zin thì của anh này nhìn nó rất là thô nha các bạn. Lên ổ khóa thông minh smart key thì đây là ổ zin Honda. Ổ zin Honda kết hợp với lại bộ nguồn của Hyperion chống chậm nhôm cốp Hyperion thì các bạn cũng đã biết nhiều ha. Nó rất là tốt luôn các bạn ha. Đó. Ok, ổ khóa smart key zin Honda ha. Rồi. Đây là công tắc bắt xin zin của xe luôn. Bắt xin mạnh luôn, bắt xin mạnh. Đó, ok, mở code em. Code sáng rất là tốt. Dòng bóng đèn chiếu sáng Kenzo V9S thì cái bóng đèn này nó sản xuất ra cho những dòng xe mà có khó lắp đặt nha các bạn nha. Ánh sáng ra không đều thì bóng này nó sẽ sáng rất là đẹp cho những dòng xe mà có chó chi đôi hoặc là chó trần, giống như là những dòng xe mà như chó thắt ý hoặc là ẹt đó các bạn. Ra ánh sáng rất là đẹp luôn ha. Đó, ok các bạn ơi. Phía sau thì anh chơi full luôn. Ở phía sau đó, đèn biển số nè các bạn. Rồi đây cũng đã thay bằng led luôn, rất là sáng. F1 luôn, bóp tắt F1 nè. Đó các bạn, ok ha. Rồi mở ưu tiên luôn. Đó, ưu tiên luôn các bạn, ưu tiên luôn nha. Đó, ưu tiên F1 luôn. Rồi ok. Đó, chiếc xe này quá đẳng cấp luôn các bạn. Thì ưu tiên nâng cao, các bạn gạt qua trái, gạt qua phải liền sẽ ra ưu tiên. Đó, còi Denso nè. Đó, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Còi Denso nha. Bóng led chiếu sáng Kenzo V9S. Đó, ok. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bạn nào làm xin liên hệ shop mình nhé. Địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các bạn. Số điện thoại mình là 0346669686 nha. Tắt mình. Đó, số điện thoại này các bạn có thể kết bạn qua Zalo để mình tiện tư vấn cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem hết video nha.